Chào tất cả anh em ơi. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chăm Sóc Đức Thắng anh em ơi. Hôm nay em với Nhi. Em chào anh em. Lên cho anh em một cái con Mitsubishi 9 người rưỡi nha anh em. Mitsubishi 95. Mà cái lời nói đầu tiên là anh em ơi. Hai ngày nay em lên sống rất ít là vì lý do là bị cảm. Mà em cũng xin nói cho anh em làm gì làm, mình có bệnh mới biết, ráng giữ gìn sức khỏe anh em ơi. Tới khi bệnh như hôm hôm em mới biết hồi đó rồi. Nói chung làm sao mà ráng giữ gìn sức khỏe, tới khi bệnh rồi mình mới thấy nó mệt mỏi. Rồi thôi giờ bỏ qua cái chuyện đó đi. Thì em nhân nhi lên cho anh em cái máy xù 95 nè, để em vô chi tiết ha. Con này giờ em không biết giới thiệu làm sao. Không biết giới thiệu làm sao hả? Nhi bữa nay nó vô nó tiếp em con mà bây giờ cái thùng dầu ở trong khổ nói trắng phiếu luôn. Rồi bây giờ con bóng này là thứ nhất là cái này thường thường dễ gãy mất tiêu mà nó còn nguyên si luôn. Trời ơi, cái đèn này hồi đó giờ bên bển làm như nó bỏ. Nó thật cái dự là cái máy này bỏ à. Không cậu vô luôn. Nó cọc bóng chi siêu vẫn còn luôn. Nhưng mà đâu rồi, mới đứt cái tay. Đây đứt đường nè anh em. Rồi để em nói cho anh em tham khảo ha, đợi giờ bỏ con dầu bên đi, giờ tới em. À, anh em nhìn cái con ốc trong nhớt ha. Đây một cái điểm để ngặn nhạt, em mới vừa lau trụ dầu đó nè, nói thiệt tình luôn. Con ốc gì đây mà nó trong này thì gì, anh em nghĩ cái máy nó cỡ nào anh em ha. Đây nó thằng em nói chung vô đây là chỗ em làm như vỏ đó nè, nó ghim nha anh em, theo máy luôn nha. Nó với cái này thường thường, cái này là thường thường, nó một nó công vô đây là anh em xét trong này, thứ hai là nó mất cái này. Nhưng mà cái này anh em nó ta giả dầu còn rất là ngon luôn, nó một cái xuất điểm. Cái hai con ốc ra này anh em coi nè, trong này nè, nhẹ nhàng, nhưng một con ốc trong này anh em coi nè, nó còn dần hực luôn. Anh em có ai mua về để ý coi con máy này, em nó không vậy đâu. Đây, anh em nhìn từng ốc nữa nè, đây. Hình như là cái máy này nó không có chạy luôn á. Ly dầu, lượt dầu, ghen. Anh em nói ốc mấy con này là đặc biệt, cạnh nó còn nguyên hết trơn, không có bị cái nè. Cái núng này là thường thường cái con heo là gì nó chết cái này đúng không anh em nè. Nhẹ nhàng nào qua. Rồi, coi dầu của nó là cái con ghen của nó vậy anh em. Mấy cục khao này là anh em coi nè. Đây nè, cái ống dẫn dầu vô đây nè, ghim hết trơn nha anh em. Đó, còn cái cộng dây điện này hồi nãy nó quấn siêu lại, em nói chung nó còn chụp đầu luôn. Em rút lên thử đèn nói chung hơi test máy cho anh em coi. Nó sáng cực kỳ. Qua tới đèn thắng này. Rồi. Giờ như nó còn sức nó nói chuyện với em nó chi quá trời này. Cái cây bô này là cái cây bô nó đã gam carbon nha anh em. Cái này là carbon. Anh em coi cái họng bô nè, nó mà hồi nãy giờ em chạy nó hơi dính khói nè, cây khô rồi không có miếng khói nha anh em. Nè anh gọi cho cái đèn nè anh ha. Nè cái đèn trên này ở trên này nè, trên họng nè. Nè. Không có bị gì hết trơn luôn. Đó là cái điểm nè. Tay bẻ cò. Đây. Dỡ này ra cho anh em coi cái này. Nhẹ ra chơi ở vô. Đó, nè thấy không? Bỏ vô, nhắc lại. Đây, không qua đây đi cho anh em thấy rõ anh năm tháng này. Chứ bên đó anh em không thấy đâu. Con ốc con nắm là con ốc chịu nhiệt nó trên mà nó còn dằn hực lên anh em bảy màu. Ba cho anh em là bảy màu. Đó thì anh em cũng hiểu cái máy này sao rồi ha. Đó. Rồi. Nhưng mà có cái bây giờ mình chia rẽ nó cũng có một hai cái khuyết điểm nha anh em. Cái này là em út tình thiệt, nó thiệt từ từ đây mình hết chia sẻ nó sao. Nó bị bể cáo nè. Tổng cái sao thì số CD của nó nè. Số CD của nó là này là Mitsubishi 95. Còn số CD nó là 007 758, số dễ nhớ quá anh em ơi. 00758. Nè, tay đồng của nó nè anh em, xịn sò. Cái này là nó có nó, hồi nãy nói chung nó còn ít nước, em chăm vô em nãy giờ mới quay thử có chạy không anh em. Cái này nè, nó nhẹ nhàng vậy đó anh em, chứ không phải nó cứng như mấy kia mà nó thông chạy bình thường luôn. Đâu em kiếm gì em. Thôi vậy được rồi, nói cho anh em mình coi. Đây. Được. Anh em nè, nó nhìn nè, số chú ghi toàn hết trơn nè. Anh coi cái lá gió nè nó. Cái lá gió này như là chưa có chạy luôn. Nói chung nó nguyên nó luôn cô luôn gì luôn nè. Rồi cái đấy còn ở bên trên đây, em lộn cái này đi. Nè, nhìn vô cái tâm này nè anh em. Em xịt nó bắt đùng đất không biết nó chạy cái gì anh em coi nè, ở dưới này mà nó còn nguyên nước sơn. Quay vô cái dòng hồng này anh em thắng. Cái bánh chớn anh em coi nè ha, nó còn vàng hực luôn cái màu nước sơn, chưa nghĩ một miếng tan luôn. Cái con ốc mà còn cái gì cốt bánh chớn thì anh em nghĩ cái máy này sao? Đó, nó vậy đó. Anh em tham khảo đi, nhẹ nhẹ đi. Mở đùng dầu cho anh em mình coi. Cái đùng dầu đi khỏi bàn nè. Nói chung là mình để cho anh em tự nhận xét. Rồi, anh em nhìn cái mặt trên này đây. Để cho anh em tự nhận. Cái dòng dầu trắng tươi nha anh em. Nó trắng tươi luôn. Cái nước rau nó ra trên này sao anh em, về nhìn trên này sao nó dưới gian vậy đó. Rất là đẹp anh em ơi. Đúng rồi. Có ăn không? Nóc đi nó anh em, con nó còn mèo luôn anh em nè. Rồi.
Nói chung là em không có cần phải giới thiệu nhiều, anh em mình tự nhận xét. Đây mày cháy bình thường, anh em sáng trưng luôn, sáng ánh luôn. Đây nắp hông đó nè. Đó. Nó nhìn nó ốc anh. Trời hết biết không. Em test dùm cái này đi. Rồi nó đâu quay vô. Con này con đang chạy nó riêng thôi tôi. Này là Mitsu 95. Nó có cái điểm yếu lại này anh em. Cái này là cái áo không mà cái bao vũ cái cách nước này nó nghe anh em. Cái áo nó bị bể nè. Bị bể từ bên này qua tới này. Đúng rồi. Cái này mà anh em về nó trong ra kỹ thì xuất ra khỏi cái đó hàng lại nhẹ ra xong anh em. Bông mà bập bập vậy hả? Quay với chuyện đồ chơi cho nên là quay nói chung là không có cảm giác gì hết. Bu ly bốn rảnh thôi anh em ơi. Hơi quá bốc. Cái này nó gãy bước điểm là nó gãy chỗ này nghe anh em vẫn để nguyên luôn, mình không đụng chạm hay chân, em chỉ chùi rửa xịt nước qua, nhưng mà nó còn nhiều cái chỗ để nó dơ dữ lắm anh em ơi. Cái này nè, cái này nó, cái áo này nó đây nó còn nha, nó bên nó còn nguyên luôn, xi của nó luôn vậy nè, nó nguyên zin của nó luôn vậy đó. Có cái này nữa anh em ơi. Dạ có cái này nè. Nè, cái bô nãy giờ em chưa rửa nghe anh em, nó đóng gì nè, nó còn mới gì nữa nè. Nè, cái này của nó trên nè. Nhưng mà có cái nó anh em trên bãi cẩu làm sao mà nó bể cái này. Thì anh em nào chốt thì nữa, cái này nói chung ở đây bên chỗ em với anh Thắng á, kêu em Út nó gọ này lại cho anh em, cho nó ngay ra. Cái này là để cho nó chặn bụi, lượt bụi nghe anh em, chứ nó không ảnh hưởng gì nghe anh em. Cái trong thì còn nguyên, nhưng mà có cái đáng tiếc chỗ này nè. Chứ cái chỗ này biết làm sao mà nó gãy chỗ này nè anh em. Cái đó là cái áo của để cái cắt nước thôi. Trời ơi ông trời ơi, dặn nó ra nó chảy nước rồi nè. Bởi giờ nãy mình đổ nước cho nó chảy thông dữ lắm luôn. Bởi vì máy này làm như ít cũng chạy vậy, nó ngạt đường này nè. Nó không chảy nè. Chứ hồi nãy giờ quên. Cái nút đó thấy gì chứ lợi hại đó anh á. Nó đẩy vô lên đó không, nó đâu có chảy miếng nào đâu, nó tính hơi đó đó. Anh dặn lời mọi người chạy mà nếu máy nóng ở đâu không, bật lên vậy đó, chứ không cần mà để mở cái nắp ra nghe anh em. Nè, anh em cứ bật cái nút này lên, anh em dựng đứng lên nè, nó thông nè. Còn anh em mà chạy máy lâu ngày em bật này lên, coi nó hơi nó thoát ra anh em. Đó, mình đẩy xuống là này nè, nó tính hơi. Đó, lại đi à. Ừ. Mày nó độc quyền cho mày mà cái này nè. Đâu ngạo giờ em mới biết anh em ơi, nhờ em quay lại cái cho bà con mình coi nha. Để em báo giá cho anh em mình. Ừ. Cái này nè. Em bữa nay thì máy thì này. Em hết sức quay. Rồi. Tao quay nó hơi dài quá, em xảo quay cánh tay nè. Nhìn con ốc heo là nó vừa bông bông cái sơn nó vàng hực dần hực không ốc bét nè, con nào như con nấy luôn. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha, để cái thời lượng em quay đã quá lâu rồi. Đúng rồi. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn, cái máy này em bán cho anh em là 7 triệu, còn phí ship của cái máy này là
em tính anh em là 500 nha nè. Vậy cái này em cũng nói thật sự với anh em luôn là em có cân nó rồi là 107 kg nha nè. Là nó trên 500 ngàn á. Nhưng mà tính anh em 500. Anh em thấy xác nó vậy chứ nó là 107 kg á. Còn riêng tại nó có cái chỗ này nè, bị nứt. Chỉ có cái này thôi mà. Với cái này nó bị ấy là có hai khuyết điểm rồi. Cái này, nhưng mà cái này nó không ảnh hưởng gì nữa. Cái này em phụ anh em 100 ngàn đi. Về anh em làm chỗ này mấy nha. Thì là em bán anh em 69, phí ship 500 là 74 nha nè. 74. Anh em nào làm được thì alo em. Cái mặt này, cái mặt gió này còn nha em ơi. Em đấu ra ngoài này, em rửa mà lại nha anh em ơi. À, cái mặt ghim của nó nè nha anh em. Còn, rồi. Em đấu ra em rửa. Rồi anh cũng cảm ơn em nhiều ha. Rồi. Rồi em xin nhắc lại lần nữa nha anh em. Cái máy này em bán cho anh em là 69, phí ship là 500. Còn có số anh em hỏi em là, ví dụ như giao hàng tới ở xa như An Giang này qua kia này thì để em nói anh em an tâm ha, từ Nam ra Bắc anh em nào có địa chỉ Hăng Hôi thì chỗ nào em giao cũng được, anh em an tâm ha, từ Nam ra Bắc phí ship không thay đổi. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản anh em, anh em cọc đúng cái tiền ship, phần còn lại là anh em nhận hàng kiểm tra số CV và test máy ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã xem hết video của em, chào anh em. Rồi, chào bà con cô bác đây.